Thời điểm này, vụ việc dì ghẻ bạo hành con riêng của chồng dẫn đến cái kết thương tâm tại Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đang thu hút sự quan tâm lớn từ mọi người. Chính vì thế mà nhiều kẻ xấu đã lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và mới đây thì một tài khoản Facebook tự nhận là đồng nghiệp cũ của mẹ bé VA và đăng tải hàng loạt những bài trong hội nhóm kêu gọi ủng hộ tiền hỗ trợ cho gia đình của bé. Cụ thể thì trong bài đăng, người này còn để cả số tài khoản đứng tên GTH cùng số điện thoại và tự nhận mình đã ủng hộ 30 triệu đồng. Nội dung như sau: kính mong mọi người có ít thì giúp ích, có nhiều thì giúp nhiều, phải đưa vụ này ra ánh sáng và kẻ có tội phải đền tội. Mình xin được lập một quỹ nhỏ, mọi người cùng chú ý giúp mình làm một quỹ nhỏ thôi ạ. Mình sẽ không để quỹ vượt quá 300 triệu. Hiện tại thì bản thân mình đã tự đóng góp vào quỹ số tiền là 30 triệu đồng. Cũng như các mạnh thường quân khác đã quyên góp một ít trước đó, mong mọi người hãy góp chút ít sức lực của mình để hỗ trợ gia đình cho cô bé. Trước khi lập quỹ thì mình đã xin phép chị Thanh Loan, chính là dì của cháu bé Vân An ạ. Ngay lập tức thì bài chia sẻ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng, nhiều người đã chuyển khoản cùng lời nhắn ủng hộ gia đình bé Vân An. Thế nhưng trả lời trên báo chí thì chính chị Thanh Loan là bác họ của cháu bé đã khẳng định gia đình không nhờ ai đứng lên kêu gọi và không có ý định kêu gọi bất cứ một quỹ nào. Chị Loan cũng cho biết thêm là khi chị liên hệ vào số điện thoại được đăng trong bài viết, chỉ có một cô gái trả lời và người này khẳng định bản thân không phải là người đứng ra kêu gọi ủng hộ. Và cũng đang không hiểu tại sao tự nhiên có rất nhiều người lạ gọi điện cho mình và nhắn tin làm phiền. Bởi vậy thì chị cho biết gia đình sẽ mời công an điều tra các đối tượng có hành vi trục lợi này. Thời gian vừa qua thì đã có rất nhiều hội nhóm được lập nên với lời kêu gọi đòi công bằng cho nạn nhân xấu số. Thế nhưng đi cùng với đó cũng là không ít những kẻ xấu lợi dụng sự thương cảm của cộng đồng mạng để trục lợi cho cá nhân. Chính vì thế mà cư dân mạng cần hết sức tỉnh táo để không bị kẻ xấu lừa gạt.